gian khó của em. Tuổi già nhọc nhằn của mẹ. Phải quyết chí thành công để giúp mẹ, giúp em. Cùng Trung Nguyên sáng tạo tương lai. Tạm chia tay khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, cuộc thi sáng tạo tương lai đã đến với các bạn sinh viên miền Bắc. Hàng ngàn sinh viên đã tụ hội tại thủ đô Hà Nội để thỏa sức tranh tài và trình bày những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Và 6 đội chơi của chúng ta, họ là ai và đến từ ngôi trường nào? Ngay bây giờ hãy cùng với anh Duy chào đón 6 đội chơi của chúng ta. 6 đội sẽ cùng nhau tranh tài gồm Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. 6 đội sẽ trải qua thử thách trong vòng 1 như sau. Các vòng thi của cuộc thi sáng tạo tương lai cũng dựa vào các bước của bản đồ dẫn lối thành công, đó là phải có niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi, lên kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện, kết nối nguồn lực, dám đương đầu với thất bại. Vòng 1, niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi. Nội dung đề thi: đưa ra ý tưởng kinh doanh sáng tạo dựa trên thế mạnh nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin tại địa phương bạn sống và giải thích lý do vì sao. 6 đội lần lượt trình bày bài thi của mình, sau đó 6 đội cử 6 đại diện để tham gia trả lời câu hỏi phản biện từ ban giám khảo. Để tăng tính đối kháng giữa các đội, ngoài chất vấn của ban giám khảo, các đội còn phải trả lời câu hỏi phản biện từ đội đối phương. Nội dung chính của vòng 1 là xác định thế mạnh địa phương, đưa ra ý tưởng làm giàu bền vững khu vực miền Bắc với các thế mạnh như giàu tài nguyên thiên nhiên, có nhiều danh lam thắng cảnh. Những năm gần đây, mối giao lưu hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa của vùng đã được mở rộng nhanh chóng. Các đội của chúng ta đã tận dụng lợi thế ấy như thế nào? Xin mời quý vị khán giả theo dõi cuộc thi sáng tạo tương lai tại khu vực miền Bắc. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần dự thi của 6 đội ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những thành phần không thể thiếu trong cuộc thi sáng tạo tương lai. Đó chính là các thành viên trong ban giám khảo. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Nhiên liệu Sài Gòn, từng giữ những vị trí điều hành quan trọng tại các công ty lớn như PNG, PNC, là cổ đông sáng lập của nhiều doanh nghiệp Alpha Book, trường đào tạo doanh chủ. Tiến sĩ kinh tế Vương Quân Hoàng là nhà nghiên cứu trung tâm Emin Bethlehem, Đại học Tổng hợp Brussels. Ông có nhiều tác phẩm và công trình xuất bản quốc tế, cuốn sách mới nhất xuất bản tháng 10 năm 2013 tại Mỹ. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình Việt Nam, từng giữ những chức vụ quan trọng như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh châu Âu EU, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này đây thì đội thi đầu tiên chắc chắn là họ đang rất là hồi hộp, bởi vì thi đầu bao giờ cũng sẽ có nhiều áp lực. Tất cả quý vị và các bạn hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đội Đại học Nông nghiệp. Trước thực trạng rau không an toàn hiện nay trên thị trường và những lo ngại của người tiêu dùng về thực phẩm bẩn, các thành viên của Đại học Nông nghiệp Hà Nội mang đến chương trình ý tưởng về việc thành lập công ty cổ phần chuyên phân phối các sản phẩm đặc sản tại các địa phương, mà sản phẩm đầu tiên là ngọn su su Tam Đảo. Các kiến thức sinh viên chuyên ngành nông nghiệp sẽ được các bạn ứng dụng vào mô hình kinh doanh này như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần trình bày ý tưởng của họ. Sinh viên nông nghiệp, dám nông nghiệp, dám thành công! Chỉ tính riêng năm 2012 đã có gần 5.000 ca ngộ độc thực phẩm, và trong đó có gần 4.000 ca phải nhập viện và có 28.000 ca bị chết vì ngộ độc thực phẩm. Tìm đâu ra một sản phẩm an toàn cho người sử dụng? Hình ảnh su su là một món ăn phổ biến đối với sinh viên chúng tôi và cũng là hình ảnh phổ biến trong mâm cơm người Việt. Trên tay tôi hiện tại đang có 2 mớ su su. Bao nhiêu bạn trong hội trường này có thể tự tin là chứng minh rằng là đâu là su su Tam Đảo và đâu là su su của các vùng khác? Dạ vâng, các bạn nghĩ tay trái của tôi hay tay phải của tôi là su su Tam Đảo ạ? Nhưng chắc chắn một điều rằng là không có mớ su su nào là mớ su su Tam Đảo. Và đó cũng chính là câu chuyện của chúng tôi khi lên tìm hiểu về hệ thống phân phối và tiêu dùng ở đây. Chúng ta có thể thấy su su Tam Đảo đang phải đối mặt với thực trạng gì. Những người lái buôn đang thu mua Tam Đảo và đổ về chợ đầu mối, nhưng mà rất khó khăn để có người tiêu dùng được với tiếp cận với su su chính hiệu của Tam Đảo. Điều thứ hai là thực phẩm su su ở các vùng khác đang tràn lan, làm cho thật giả lẫn lộn và chúng ta không thể phân biệt được đâu là su su Tam Đảo và đâu là su su của các vùng khác. Điều thứ ba đó là có một vài tin đồn là su su Tam Đảo bây giờ đang bị tiêm thuốc kích thích. Đây là những thực trạng mà tôi thấy, các bạn thấy. Nhưng ai sẽ là người đi tìm câu trả lời và giải đáp vấn đề này? Chúng tôi sẽ thành lập lên một công ty hệ thống phân phối hiệu quả. Và sau đó chúng tôi sẽ xây dựng quy trình với công nghệ giám sát cao. Và ngày hôm nay su su của chúng tôi sẽ được trồng trên độ cao 900 m so với mực nước biển, hưởng điều kiện khí hậu tự nhiên.
su su có độ ngon, giòn và ngọt nhất. Bên cạnh đó, su su của chúng tôi sẽ được tưới 100% nước tưới đầu nguồn, bắt nguồn từ con suối thác Suối Bạc. Chúng tôi sẽ giám sát quy trình và tạo dựng lòng tin cho người tiêu dùng bằng hệ thống quy trình hóa sản xuất. Chúng tôi sẽ có camera giám sát 24/24 giờ, và việc của các bạn là chỉ cần đăng nhập vào website của công ty là các bạn có thể thấy được quy trình này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ cử những giám sát viên nằm vùng tại đây. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều trắc trở, nhưng tôi tin chúng tôi có thể cạnh tranh với những công ty khác. Trong các cái liên kết giữa cái nhà phân phối với lại các người nông dân sản xuất thường nó không có chặt chẽ. Có một cái nhà phân phối khác, họ làm việc trực tiếp với hộ nông dân và họ mua với giá cao hơn cái giá các bạn đăng ký, dẫn đến chuyện là cái người nông dân người ta sẽ chọn bán với cái giá cao nhất. Thì các bạn sẽ giải quyết tình huống nó như thế nào? Với cái diện tích là 13,8 hecta ở khu 1 ấy, thì cái hệ thống quản lý đó, ban các lãnh đạo ấy, ở thị trấn Tam Đảo đã làm việc rất là tốt. Su Su mà mất thương hiệu là không phải là do họ, bởi vì họ tôi tin là họ làm đúng. Thì em nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm việc qua cái ban quản lý này. Vì vậy mà cái việc mà có một cái thương hiệu khác hay là một cái nhà phân phối khác nhảy vào thì họ sẽ không dễ gì để mà chen chân vào với chúng em ạ. Trước khi bọn em ra về ấy, thì có một cái bác gọi là chủ tịch hội nông dân ở trên thị trấn Tam Đảo có gọi điện và bảo các cháu hãy giúp tìm ra một đầu ra, và bác tự tin rằng ở người dân trên này nếu mà người ta thấy lợi sẽ làm theo cái công ty đấy ạ. Nói thật, tôi là nội trợ và người tiêu dùng á, thì làm sao tôi biết được là cái sản phẩm đó là chính cổng Tam Đảo, thành thử xác lập cái niềm tin nơi người tiêu dùng như thế nào? Trên sản phẩm của em thì có cái mã vạch, chỉ cần có quét qua cái mã vạch của Việt Nam thì chúng em có thể biết là trên sản phẩm được xuất xứ từ đâu, sản xuất theo quy trình như thế nào, người tiêu dùng có thể quan sát được và biết được cái địa điểm của nó đến từ đâu. Và thứ hai là cái dây hàn nhiệt ạ. Cái này nó nằm trong quy trình của VietGap và người ta đã có rồi ạ. Bọn em đã tận mắt nhìn thấy ạ. Tiếp theo đó là cái nhóm đối tượng đầu tiên chúng em nhắm tới ạ. Chúng em không dám làm đại trà bởi vì chúng em định xây dựng thương hiệu từ cái mô hình chuẩn, và chúng em chọn đó là những cái nhân viên văn phòng hoặc là những các giảng viên tại các trường đại học ạ, có cái nhận biết và cái kiến thức đủ để phân biệt được đâu là sản phẩm giả, đâu là sản phẩm. Mô hình của các bạn vẫn phụ thuộc nhiều vào khí hậu. Các bạn thì làm thế nào để đảm bảo cho người tiêu dùng là các bạn vẫn phân phối đủ sản phẩm mặc dù khí hậu như thế, và những ngày khí hậu mà có biến cố như thế thì liệu giá rau của các bạn có ổn định không? Quy mô của mình, bọn mình khi bọn mình xây dựng, bọn mình đã hướng tới một lượng khách hàng xác định rồi. Bọn mình có các kỹ thuật viên để điều tiết quá trình sản xuất phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Mình xin nhấn mạnh là cái hệ thống phân phối của mình đến trực tiếp người tiêu dùng, và cái chiến lược đầu tiên của công ty khi mà thành lập sẽ là gửi email đến từng các giảng viên của trường đại học để các thầy cô giáo đăng ký sử dụng cái dịch vụ của mình. Một tuần chúng mình sẽ giao hàng một lần trong một ngày. Và như thế khi mà các thầy cô không có nhu cầu sử dụng, các thầy cô giáo sẽ báo lại cho mình. Người dân ở đây họ đã canh tác su su từ 40 đến 50 năm trở lên rồi. Cái kinh nghiệm của họ rất chi là dày dặn. Họ có thể điều phối được cái hệ thống kỹ thuật cùng kết hợp cùng với bên ban kỹ thuật của chúng mình. Hà Nội từ lâu là một điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Mong muốn góp phần phát triển du lịch Hà Nội sang một tầm cao mới, các thành viên của Đại học Ngoại thương đã tổng hợp nhiều hình thức du lịch mới lạ trong ý tưởng kinh doanh của mình. Hãy chờ xem sự sáng tạo mà họ mang đến cho chương trình này nhé quý vị. Hướng đến sự phát triển chung của du lịch Việt Nam và du lịch của Hà Nội nói riêng, chúng tôi xây dựng công ty cổ phần thương mại dịch vụ Say & Go. Say & Go có 6 gói du lịch, gồm có du lịch tình nguyện, du lịch tâm linh, du lịch sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch giải trí và du lịch kỹ nghệ. Bước đầu phát triển, Say & Go lựa chọn du lịch kỹ nghệ là hành trình chủ đạo. Các làng nghề thủ công mỹ nghệ được coi là thế mạnh của thủ đô Hà Nội. Khách hàng tham gia sẽ có cơ hội được tham quan các làng thủ công mỹ nghệ và được thử sức với việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Với website này, Say & Go khẳng định đó là một bước tiến trong lĩnh vực du lịch với một cách thức thiết kế hoàn toàn khác biệt đối với những đối thủ cạnh tranh. Đây là trang chủ của Say & Go, gồm 6 tour du lịch. Khi chúng ta chọn một tour du lịch thì chúng ta sẽ có thể ra những gói tour. Chúng ta có thể đặt tour một cách hết sức là dễ dàng như các quý vị khán giả đã nhìn thấy trên đây. Rất nhiều công ty khác mà họ cũng tìm cách họ tổ chức những cái sản phẩm. Và không phải lúc nào những cái sản phẩm mà đi trong khu vực và đến làng nghề nó cũng được ưa thích đâu. Công ty chúng em vẫn đang đi vào những cái điểm đặc biệt hơn. Ví dụ như những hình thức homestay, khách du lịch có thể ăn ở cùng với cả những cái nơi mà họ đến. Và sau đó thì họ cùng làm sẵn ra những cái sản phẩm về những cái ngành nghề du lịch đó. Ví dụ như là làm nón, làm những cái ngành nghề thêu dệt hay là làm đồng. Cái sản phẩm của các bạn á, đã làm gì từ tiềm năng để biến nó thành một cái sản phẩm thật sự là thuyết phục?
Ví dụ tôi chỉ thấy cái website click vào thì nó cũng giống những cái website khác. Có 6 gói tour du lịch thì bọn em cố gắng là chú trọng vào một hoặc là hai cái hình thức mà nó mang có thể là khẳng định được cái giá trị của loại bọn em. Và một trong số đó là cái gói về thủ công mỹ nghệ. Nói về thủ công mỹ nghệ thì có thể là nó không lạ. Tuy nhiên là cái đặc sắc mà bọn em chú trọng ở đây là cái hình thức thiết kế mà bọn em thiết kế cho du khách. Hoặc thậm chí là có thể là cùng tham gia bán những sản phẩm đấy, xem là cái xã hội tiếp cận gần gũi hơn cái xã hội Việt Nam là như thế nào. Bạn chỉ có chiến lược PR là lập website và khách hàng đến văn phòng của bạn ấy. Hai chiến lược PR này là khá bị động, bạn còn chiến lược PR nào khác? Khách nước ngoài khi mà họ đến Việt Nam để du lịch thì thường họ sẽ tìm đến một vài cái kênh thông tin khá là tin cậy. Ví dụ như mình đơn cử như là TripAdvisor là một cái diễn đàn về du lịch mà nơi người ta để chia sẻ mọi thông tin về du lịch trước đây của họ. Mình có thể trực tiếp truyền thông trên đấy. Bạn quan tâm là các kênh phân phối thì sẽ bao gồm hai loại kênh trực tiếp và gián tiếp. Về kênh trực tiếp thì bọn mình sẽ phân phối trực tiếp trên website của công ty, đồng thời là tại văn phòng đại diện của công ty đặt tại số 11 Đặng Tất. Công ty còn có các chiến dịch phân phối gián tiếp qua các văn phòng đại diện, các lãnh sự quán và đại sứ quán nếu có thể, đồng thời qua các công ty liên doanh. Làm thế nào để Tây Bắc thoát nghèo? Làm thế nào để có thể khai thác được tiềm năng du lịch và làm giàu trên mảnh đất này? Hãy cùng theo dõi phần thi của Đội Đại học Thương mại Hà Nội để xem các bạn giải quyết những câu hỏi trên như thế nào và đưa ra ý tưởng kinh doanh gì đối với khu vực Tây Bắc còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội. Sinh viên Đại học Thương mại, sáng tạo, kết nối, tiến bộ, xin chào mọi người. Hãy theo chân chúng tôi đến với vẻ đẹp kỳ vĩ núi rừng bạt ngàn của Tây Bắc. Đến với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Nhưng Tây Bắc vẫn còn nghèo lắm. Phải làm gì để người dân Tây Bắc thoát nghèo bền vững? Làm gì để Tây Bắc phát huy được hết tất cả các thế mạnh của mình? Chúng em mong muốn xây dựng doanh nghiệp xã hội với mục đích cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc. Đến với cuộc thi này, dự án mà chúng em mong muốn thể hiện, thiết kế và tổ chức tour du lịch thiện nguyện về với Tây Bắc, khám phá để yêu thương. Về tính sáng tạo của dự án, qua mỗi sản phẩm của chúng em mong muốn kết hợp được du lịch khám phá, trải nghiệm với thiện nguyện. Ý nghĩa của dự án này hết sức rõ ràng, đó chính là tăng thu nhập quốc dân nói chung và bên cạnh đó chính là tăng thu nhập cho nền kinh tế mũi nhọn, chính là du lịch nói riêng. Tại việc làm thu nhập cho người dân để người dân chủ động làm giàu, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, huy động sức mạnh của tập thể để cùng nhau làm giàu, khơi dậy khát vọng Việt. Tây Bắc ơi, có riêng gì Tây Bắc? Khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bể lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Khi đã nói đây là cái sản phẩm du lịch thiện nguyện á, thì triển khai như thế nào để nó có một cái hiệu ứng bền vững đối với các cộng đồng đó? Thì về sản phẩm, chúng em ở đây là thiết kế và tổ chức tour du lịch thiện nguyện về với Tây Bắc. Thì cái sản phẩm du lịch này có hai yếu tố chính. Cái thứ nhất đó là yếu tố về du lịch và cái thứ hai đó là yếu tố về thiện nguyện. Yếu tố du lịch đó chính là những cái hoạt động mà khám phá những cái văn hóa vùng miền, những cái rất là nhiều cái điểm mạnh của địa phương, rồi thời tiết, hoa và các thổ vật địa phương. Và đặc biệt cái sự khác biệt hơn nữa của cái sản phẩm du lịch này đó là em kết hợp cái yếu tố thiện nguyện ở đây. Thiện nguyện ở đây có thể là khi tất cả những cái du khách lên đây là đã đóng góp cho một vì cái cộng đồng, vì cái địa phương và có thể thiện nguyện ở đây. Thực chất đó là cái bản chất khi mà đi du lịch thì họ không phải là du lịch là chính mà họ đi tình nguyện, thiện nguyện cho các cái vùng đói, nghèo, các bản làng, bản xã tại địa phương Tây Bắc. Ở đây phát triển bền vững là nhóm em dựa trên 3 yếu tố ạ. Thứ nhất đó là vì nhóm em đã xây dựng một cái doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp vì xã hội ạ. Vì xã hội tức là cái mục đích xã hội của nhóm em được đề rất là cao. Thứ hai đó là vì một thế hệ trẻ và thứ ba đó là vì môi trường và chính là cái sự bình đẳng giới ở trên vùng Tây Bắc ạ. Các bạn hiểu như thế nào về doanh nghiệp xã hội? Cái doanh nghiệp xã hội này thì bọn em định hướng theo hai mục tiêu chính. Thứ nhất là mục tiêu về kinh tế và thứ hai đó là về mục tiêu về xã hội, hướng đến cộng đồng xóa đói giảm nghèo ở vùng Tây Bắc ạ. Nếu như các cái tổ chức, các đơn vị họ muốn làm từ thiện thì họ sẽ chọn hai hình thức. Một là họ sẽ thông qua các tổ chức phi lợi nhuận.
Hai là họ sẽ liên hệ trực tiếp tại địa phương mà họ làm. Chứ ít ai nghĩ cái chuyện mà đi mua cái tour du lịch để làm từ thiện. Thì cái điểm khác biệt cũng như cái khả năng mà để thu hút được các cái khách hàng doanh nghiệp mua cái loại sản phẩm của em đó là cái thứ nhất là các doanh nghiệp hiện tại cái việc mà tiếp cận với các thông tin là có. Thế nhưng mà nhiều doanh nghiệp họ không có thời gian, họ không biết là chính xác là tôi tặng cái gì, tôi tặng cho ai. Tức là bọn em sẽ cung cấp cho họ những cái thông tin về các cái địa phương. Và cái thứ hai đó là tại sao bọn em thu hút được các khách hàng cá nhân, bởi vì các cái hành tổ chức đó, bởi vì là bọn em không chỉ đơn giản là một cái hoạt động làm từ thiện mà có thể là kết hợp du lịch để họ cũng có thể khám phá, vui chơi tại địa phương, làm cho không khí của họ cũng sẽ trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn ạ. Cái định hướng lợi nhuận của bạn như thế nào? Bạn có thật sự muốn là kiếm lợi nhuận từ dự án này hay không? Đã làm kinh doanh thì chắc chắn là muốn lợi nhuận ạ. Nhưng lợi nhuận này sẽ đạt đến đâu và để làm gì thì nó lại khác ạ. Và cái lợi nhuận này bọn em cam kết là dùng để xây dựng cơ sở vật chất dành cho người dân địa phương, cũng như là trường học và dành cho đối tượng học sinh trẻ em ở trên vùng cao ạ. Các bạn đã có khảo sát về đối thủ cạnh tranh chưa? Và theo các bạn thì các bạn có cái sự khác biệt gì so với những đối thủ cạnh tranh đấy? Nhóm mình đã có những cái nghiên cứu về vấn đề cạnh tranh cũng như là làm thế nào để khác biệt trên một cái thị trường như vậy. Thì hiện tại là có một vài doanh nghiệp cũng đã thực thiện cái tour du lịch từ thiện, nhưng mà nếu các bạn tìm hiểu các bạn sẽ thấy là họ đi rất là nhỏ lẻ, một năm họ chỉ đi 1 đến 2 lần và chỉ khai thác một số địa phương nó rất là ít thôi. Tại vì sao lại như thế? Khi mà lại đi lên đó thì nó rất là vất vả, rất là khó khăn, họ phải kết hợp với chính quyền địa phương và rất nhiều hoạt động khác. Để làm cho thế nào về cái vấn đề là khác biệt như thế? Cái nhất là chúng mình xây dựng mô hình của cái doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội. Bởi vì bọn họ làm du lịch thì họ chú trọng đến vấn đề là lợi ích nhiều hơn, và họ vẫn đã thu được từ rất là nhiều nguồn du lịch khác nhau rồi nên họ không chú trọng vấn đề này. Cái thứ hai là sự khác biệt đến từ chất lượng của dịch vụ sản phẩm tour du lịch. Và cái thứ ba điều rất là khác biệt, các bạn thấy đấy, bây giờ cái xu hướng du lịch của chúng ta là đến những nơi đẹp, những nơi giàu chúng ta tận hưởng, nhưng mà đến đây chúng ta sẽ gặp những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, và chính điều đó làm cho chúng ta ngẫm nghĩ lại con người mình, hiểu được giá trị cuộc sống của mình. Với khát khao về một Việt Nam phát triển bền vững dựa trên lợi thế về nông nghiệp, những thành viên của Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn mang đến một nền tảng kiến thức về nông nghiệp cho thế hệ thanh thiếu niên ở Hà Nội chưa có điều kiện tiếp xúc với nhiều quá trình sinh trưởng của các loại cây nông nghiệp. Ý tưởng của họ sẽ được ban giám khảo đánh giá như thế nào và có nhận được sự tán đồng từ phía khán giả? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần dự thi của các bạn. Sơn của đội mình là kết nối, chia sẻ, cùng phát triển. À, chào ông đây rồi. Dạo này lớn quá nhờ. Chết rồi, combo 5 này. Có quà quê đây này. Cái gì đây? Quả này có chém được không? Đây à, đây là quả táo. Tên học là Zizipu Mountiana, thuộc họ táo Hanake. Tại Trung Quốc nó được gọi là táo chua, táo Ấn Độ hay táo điền. Xì top he. Thế anh có biết nó ăn như thế nào không? Anh không biết, để mà anh hỏi cô. Thôi đi vào phòng học đi. Ừ, đi. Ôi giời, mấy đứa này. Hết. Hai đứa, đừng đi làm vội. Vào đây bố bảo. Dạ, bố. Bố bảo thì con đang gấp quá. Hả? Các con có thấy con của mình thế nào không? Bố nhìn thấy bố chán lắm. Chúng nó chả biết cái gì cả. Bọn con phải bận kiếm tiền đi làm cả ngày mà bọn trẻ thì suốt ngày đi học. Được không hay nghỉ ở nhà thì bố thấy đấy. Đứa thì đọc sách, đứa thì chơi game. Con cũng không biết giải quyết thế nào cả. Muốn cho mấy đứa về quê đi thăm thú vườn tược, muốn xem trồng cây nông nghiệp như thế nào. Ôi mà chẳng có thời gian, mà ở đây cũng chẳng có phương thức gì để mà cho bọn nó đi thăm thú vườn tược để hiểu biết về nông nghiệp nước nhà bố ạ. Con buồn lắm. Có những chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Chúng ta mong muốn xây dựng được một nguồn nhân lực công nghệ cao, và chúng tôi thấy rằng ở những thành phố lớn
các em có tất cả những điều đó, ngoại trừ một điều, đó là niềm đam mê. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt Giống Việt được lập ra để giải quyết sự trăn trở đó. Với số vốn đầu tư ban đầu dự tính khoảng 200 triệu, 6 tháng đầu chúng tôi sẽ cung cấp bộ sản phẩm trồng cây nông nghiệp, bao gồm là hạt giống, đất, phân bón. Đi kèm với đó là sách hướng dẫn và đĩa DVD có clip hướng dẫn. Ở đây chúng tôi muốn nhắm tới đối tượng khách hàng là các em độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi, cũng như là giới trẻ hiện nay đang có mong muốn tìm hiểu về nông nghiệp cũng như là muốn trồng các loại cây cảnh. Các em sẽ được trải nghiệm quá trình từ ươm mầm hạt giống đến khi quá trình các cây lớn lên. Các em sẽ thấy được niềm hạnh phúc ở trong đó khi từ một hạt giống nhỏ các em có thể tạo được thành một cây lớn. Từ tháng thứ 7 trở đi chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ về tour du lịch kết hợp trải nghiệm trồng cây nông nghiệp. Chúng tôi sẽ kết hợp với những người nông dân, khách hàng chủ yếu là giới trẻ, những trẻ em từ độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi. Những gia đình trẻ có thể trực tiếp xuống ruộng đồng trồng các cây nông nghiệp với những người nông dân. Cái bộ sản phẩm mà để mà giúp cho các bé mà trồng cây ở nhà thì hiện nay cũng đã có trên thị trường. Như vậy thì đâu là cái lợi thế cạnh tranh của các bạn? Doanh nghiệp của chúng em không có ý định tạo ra đối thủ cạnh tranh mà tạo ra bạn đồng hành. Hai doanh nghiệp có thể cùng hỗ trợ cho nhau chứ không phải là cạnh tranh. Cái đơn vị mà cùng kinh doanh giống như em á, họ không có suy nghĩ giống vậy. Họ phải bán được sản phẩm của họ và họ phải chiếm lĩnh được thị trường. Chúng em có thể đăng ký sở hữu trí tuệ cái bộ sản phẩm như thế này. Đấy sẽ là cái lợi thế mạnh nhất, tại vì chúng em sẽ là người dẫn đầu thị trường. Tại sao các bạn không đặt vấn đề là doanh nghiệp xã hội? Chính các bạn là có thể trở thành doanh nghiệp xã hội, không khác gì là cái dự án trước. Thế thì tôi xin hỏi các bạn có nghĩ đến cái điều đó không? Em hiểu rằng là một doanh nghiệp xã hội rất khó. Bước đầu thì em chỉ mong muốn rằng là doanh nghiệp của mình là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Bọn em lúc đầu là muốn tung ra sản phẩm xem phản ứng của thị trường. Sau đó là chúng em cũng dự kiến là sau 6 tháng thì chúng em sẽ kết hợp với những cái trường học. Các bạn sẽ quy hoạch cái khu vực mà để trồng những cái cây trồng đó, thử nghiệm cho các em ở đâu? Khi xác định là đi du lịch trồng cây nông nghiệp thì chúng mình phải xác định được đấy là loại cây gì. Khi xác định loại cây gì thì chúng mình phải xác định được là cái địa điểm trồng loại cây đó. Từ đó chúng mình sẽ có được những cái địa điểm du lịch của mình. Từ cái số lượng khách hàng du lịch dự kiến cho mỗi tour, chúng mình sẽ dự kiến được diện tích đất trồng mà chúng mình sẽ thuê người nông dân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi trình bày ý tưởng của đội tiếp theo. Đó là Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kẹt xe, tắt đường, những hình ảnh quen thuộc, những con số đáng báo động. Nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó ý tưởng về phần mềm trên điện thoại di động nhằm cung cấp các thông tin và những cảnh báo giao thông cho người đi đường. Với ứng dụng mang tên Bạn Đường Thông Minh, năm chàng trai của đội Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giải quyết được bế tắc trên. Đầu tiên tôi muốn các bạn hãy nhìn hình ảnh này ạ. Các bạn có suy nghĩ gì? Đó là về Tháp Rùa. Tháp Rùa sẽ liên tưởng đến Hồ Gươm, những hàng cây, những con đường thơ mộng. Và đặc biệt đó là tắc đường. Thêm một số liệu từ năm 2012 cho biết là dân số Hà Nội có tầm 7 triệu người, 4 triệu xe gắn máy, 380.000 xe ô tô, 16.000 xe taxi, hơn 1 triệu xe đạp và 1.254 xe buýt. Thống kê của Google có tới 17 triệu người dùng điện thoại Android ở Việt Nam. Ứng dụng điện thoại này và giải quyết vấn đề an toàn giao thông thì chúng tôi nhận thấy một tiềm năng rất lớn ở đây. Ý tưởng chúng tôi, những phần mềm trước đây thì thường là chỉ những là dò tìm bình thường, nhưng chúng tôi sẽ có một biện pháp ưu việt hơn, đấy là cảnh báo giao thông. Khi mà bạn gặp đường cấm, đường lạ, đặc biệt chúng tôi còn có thể cảnh báo tắc đường. Chúng tôi định xây dựng một mạng xã hội về giao thông. Mỗi người dùng ứng dụng phần mềm của chúng tôi sẽ làm con kiến đi và thu thập thông tin, chuyển về trụ sở chính chúng tôi sẽ xử lý thông tin đưa đến người dùng. Dùng một cái hệ thống, nó gọi là hệ thống lấy dữ liệu phân tán từ những cái người dùng di động khác nhau, làm sao để các bạn để kiểm tra chính xác, ví dụ nếu họ báo sai thì sao? Ở giai đoạn đầu, bọn em sẽ xây dựng một hệ thống cộng tác viên, tức là nhờ bạn bè, người thân của tất cả các thành viên trong nhóm chúng em sẵn sàng bỏ vốn ra đầu tư để có những thông tin xác thực nhất, để lấy uy tín của những người dùng đầu tiên. Và em cũng nói thêm một vài điểm khác biệt giữa so với cả các phần mềm có trước. Đó là các phần mềm có trước thì thường chỉ là liệt kê tất cả các quãng đường tắc, còn bọn em là chọn lọc cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu, cung cấp thứ xác thực nhất cho những yêu cầu của người dùng. Không chỉ là cảnh báo về tắc đường mà còn cảnh báo về ví dụ như là vượt đi quá tốc độ hay là chỉ đường có định hướng. Các bạn nhắm đối tượng để mua sản phẩm, các bạn đi xe gắn máy hay là đi xe hơi? Nhóm đối tượng của chúng em đi xe gắn máy ạ. Cái việc mà tắc đường thì thông thường là cái người lưu thông người ta biết trước được, vì cái đường đi mỗi ngày của người ta. Như vậy thì cái sản phẩm của bạn
thì có cần thiết không? Người ta có thể hình dung nhưng mà người ta không thể biết chính xác, và bọn em có thể xác định chính xác trong thời gian đấy là đang tắt đường ở đoạn đấy. Và ngoài ra bọn em có kết hợp với cảnh báo tắt đường với chỉ đường nữa, khi nào mà người ta đến A đến B mà A đến B vướng một đoạn tắt đường thì bọn em có thể A đến B qua một C khác. Nghĩa là bọn em sẽ sẵn sàng chỉ một đường khác để cho họ đi lưu thông trên đường. Bạn có nghĩ là vì cái chuyện mà A tới B mà phải vòng qua C thì tất cả những người nhận cảnh báo đó đều chạy qua C và tắt đường luôn nữa không? Khi có hai tuyến đường thì bạn sẽ tính toán xem là bao nhiêu người sẽ gợi ý số tuyến đường này và bao nhiêu người giữ nguyên tuyến đường cũ. Và ngoài ra cái chức năng tắt đường là chức năng hay nhất, ngoài ra thì sẽ có một vài chức năng về cảnh báo luật giao thông nhỉ. Ví dụ như là ban giám khảo đang đi ở trên đường cao tốc với vận tốc là 50 km/h thì là không vi phạm luật giao thông, nhưng mà khi đến một tuyến phố đông người thì rõ ràng nếu giữ nguyên cái tốc độ đó thì đang bị chạy quá thì cái phần mềm đó nó sẽ báo. Làm sao mà các bạn đồng bộ được, tất cả mọi người đều có Android, có rất nhiều cái phần mềm khác đâu phải nguyên Android. Chúng ta có thể nghĩ lớn nhưng mà phải bắt đầu nhỏ. Trước tiên thì chúng em chọn Android, nền tảng Android, bởi vì theo thống kê thì nền tảng Android đang chiếm tận 80% thị trường của chúng ta. Và thứ hai là bây giờ thì có một số nền tảng cho phép việc lập trình có thể trên đa nền tảng, chẳng hạn như là phần mềm IBM Workline của IBM á, thì họ cho phép là mình viết trên một nền tảng và rất dễ để đưa sang các nền tảng khác như là iOS. Khi mà số người dùng đã mở rộng ra, nhu cầu tăng lên ý, thì chắc chắn là bọn em sẽ mở rộng sang thêm cả các cái nền tảng khác nữa, chứ không chỉ dừng lại ở Android ạ. Bạn muốn tìm một quán ăn vừa túi tiền mà đúng món yêu thích nhưng bản đồ rắc rối và khó tìm đường, bạn nói mệt khi lạc đường và không đến đúng nơi? Ứng dụng bản đồ 3D sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó. Hãy cùng xem ý tưởng của đội khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giải quyết bài toán trên trong phần dự thi của mình như thế nào nhé quý vị. Không để học tập và sáng tạo cùng thế giới. Excuse me. Yes, what's up? Would you mind to show me the way to go to Hoàng Kim Lake? Đi thẳng đến kia kìa, xong rồi rẽ phải, xong lại rẽ trái, xong đi thẳng, xong lại rẽ phải, xong đến vòng tròn, vòng qua khoảng 2-3 lần gì đấy. Khi nào thấy chóng mặt thì dừng lại hỏi đứng tiếp nhá. Đây không biết, bye. Và sau đây là giải pháp của chúng tôi. Xin được giới thiệu với tất cả các quý vị và các bạn, sản phẩm của chúng tôi là một ứng dụng về du lịch trên điện thoại di động với tên gọi Hà Nội Touch. Hà Nội Touch là một ứng dụng được tạo ra với mục đích nhằm định vị vị trí chính xác nơi bạn đang đứng bằng hình ảnh thực. Và điều đặc biệt thú vị ở sản phẩm này đó chính là ứng dụng được thiết kế dưới dạng một bản đồ 3D với những hình ảnh chân thực và sống động nhất. Sản phẩm của chúng tôi được tích hợp với 6 tính năng cơ bản. Thứ nhất đó là tính năng định vị vị trí bằng hình ảnh thực tất cả những địa điểm du lịch thú vị nhất và những địa điểm quan trọng như bệnh viện, sở cảnh sát, máy ATM. Thứ hai, chúng tôi cung cấp cho các bạn tất cả những thông tin đầy đủ và chính xác nhất, cửa hàng, khách sạn, quán ăn. Thứ ba, đó là tính năng định vị khoảng giá cho các địa điểm vui chơi và du lịch. Thứ tư, đó là tính năng dự báo thời tiết cũng như gợi ý các địa điểm du lịch phù hợp với khoảng thời gian. Thứ năm, đó là tính năng định vị bạn bè và cuối cùng trong các trường hợp khẩn cấp. Với nhiều những tính năng như vậy thì các bạn đang băn khoăn liệu rằng sản phẩm của chúng tôi có khó khăn trong việc sử dụng hay không? Sau đây hãy cùng đến với phần cơ chế hoạt động và cách thức thực hiện. Như các bạn có thể thấy, đây là nút la bàn. Khi bấm vào nút la bàn, ở giữa màn hình sẽ hiện ra một chiếc la bàn mờ, giúp mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc di chuyển mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh 3D. Ở phía dưới đó chính là nút tác. Tùy vào thuộc vào phần cài đặt của người dùng mà khi bấm vào nút tác, chúng ta sẽ có thể có sự lựa chọn hiển thị về các nhà hàng, khách sạn có trên cung đường đó. Và trong trường hợp cụ thể hơn là trong những trường hợp khẩn cấp sẽ hiện tên những đồn cảnh sát hoặc bệnh viện hoặc những nơi mà những cây ATM mà bạn có thể tìm đến. Và một điều đặc biệt hơn nữa khiến Hà Nội Touch của chúng tôi trở nên ưu việt hơn so với những sản phẩm hiện có, đó chính là chức năng hiện khoảng giá. Không còn mất thời gian xác định giá và mất công mặc cả hoặc mua và sử dụng sản phẩm với giá trên trời. Bây giờ hãy cùng chúng tôi xem phản ứng của khách hàng với câu hỏi là bạn có sẵn sàng mua sản phẩm này. Are you willing to buy it with the price $2.99? Sounds great. Yeah, I think so. Yeah, that sounds pretty cool. This price of người ta tới trả tiền để được tên của nhà hàng mình
rồi khách tới đó ăn là bị tiêu chảy hay là có vấn đề gì về vệ sinh an toàn thực phẩm, họ sẽ trách các bạn chứ họ không trách cái nhà hàng. Các bạn đã tính cái vấn đề là đảm bảo uy tín của những cái nơi mà các bạn giới thiệu trên cái chương trình của mình hay không? Khi mình đăng nhập lên phần mềm ạ, thì mình sẽ tương tác với cả Facebook đó, nhà hàng nào nổi tiếng và đảm bảo an toàn thì hẳn là mọi người sẽ like nhà hàng đấy rất nhiều. Và dựa trên số lượng like đó và du khách có thể dễ dàng lựa chọn được nhà hàng nào là tốt nhất. Với cái việc mà bạn bán cái phần mềm này giá 3 đô thì bạn có nghĩ rằng là rồi nó cũng sẽ bị bẻ khóa và người ta sẽ xài tràn lan trên mạng, người ta không mua các bạn hay không? Người Việt Nam mình là thích dùng những phần mềm miễn phí, vậy nên chúng em đã có những bản dùng thử ạ. Còn với người nước ngoài thì họ lại rất tôn trọng bản quyền và họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những sản phẩm của chúng em. Chúng em cũng đã làm survey về đa số người nước ngoài là họ cũng đều đồng ý ạ. Em nghĩ là số lượng bẻ khóa có thể giảm thiểu được ạ. Ví dụ như quyển Lonely Planet hoặc là quyển Travelbook. Thế làm thế nào để thuyết phục được những khách hàng là người nước ngoài mà đi du lịch phượt như bạn nói để tin vào một cái sản phẩm của bạn, cho dù rõ ràng là họ đã có những cái sản phẩm rất đáng tin cậy tại nước sở tại của họ cung cấp rồi. Khách hàng thích sử dụng bản đồ 3D để định vị dễ dàng hơn thì họ sẽ có thể là muốn mua bản thật của mình và dùng với giá 3 đô. Hơn nữa là mình còn có tính định vị vị trí bằng hình ảnh chính xác hơn là việc sử dụng những cái phần mềm miễn phí, và những phần mềm miễn phí đó sẽ tích hợp vào chính phần mềm của mình và nó sử dụng được rộng rãi hơn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cả 6 đội thi của chúng ta đã hoàn thành phần thi trong vòng 1 của cuộc thi sáng tạo tương lai. Ban giám khảo của chúng ta sẽ vào phòng để hội ý và đưa ra kết quả 3 đội nào xuất sắc nhất tại khu vực miền Bắc. Duy Khoa, Thái Thùy Linh, những gương mặt nghệ sĩ thân quen đã có mặt tại cuộc thi sáng tạo tương lai để thổi bùng lên bầu không khí tươi tắn, rộn ràng. Những trái tim tuổi trẻ đã kết nối gần nhau hơn, cùng cháy rực trong hành trình tương lai phía trước. Hỡi bạn, đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này, hoa ngập trên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi giờ đây, và nghe như trong con tim rồi muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dương ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn, đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập trên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Mai này hoa ngập trên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Thưa quý vị và các bạn, đến với hành trình Vì Khát Vọng Việt năm 2013 thì các bạn sinh viên của chúng ta cũng rất mong chờ phần giao lưu với các diễn giả là những doanh nhân thành đạt, những vị khách mời đã có rất nhiều kinh nghiệm để tiếp tục truyền lửa cho các bạn trên hành trình sáng tạo làm giàu bền vững. Chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng nhớ những phần trò chuyện rất ấn tượng mà tiến sĩ kinh tế Phan Tất Thứ đã dành cho các bạn sinh viên. Và ngày hôm nay anh đã trở lại với các bạn sinh viên tại thủ đô Hà Nội trong hành trình của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ trò chuyện với các bạn một chủ đề, đó là đừng sống thụ động khi thế giới xung quanh chúng ta biến đổi không ngừng. Vậy anh Duy xin được hỏi anh là theo quan điểm của anh, thế nào là thụ động và người sống thụ động là một người như thế nào? Cách tốt nhất để hiểu về những người thụ động là xem những người chủ động họ đã thành công như thế nào. Những người chủ động giống như cái người đi đường ấy, họ có trong tay cái thiết bị định vị bởi vì họ biết rằng họ đang ở đâu và họ muốn đến đâu. Họ có trong tay cái la bàn bởi vì họ biết phương hướng để đi. Và họ có trong tay cái bản đồ để họ lập các hành trình cho chuyến đi của mình. Và quan trọng nhất, họ cũng nhìn cái đồng hồ của mình để biết rằng khi nào thì mình sẽ đến nơi. Cái người sống chủ động là người lường trước được những thứ ở trong tương lai nhưng lại sẵn sàng chấp nhận những cái điều không hay có thể xảy ra. Và bây giờ thì anh Duy rất muốn hỏi, anh vừa đề cập tới khái niệm là phải sống chủ động. Vậy thì cái việc sống chủ động nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên đang ngồi đây và đang theo dõi truyền hình? Nếu mà chúng ta sống thụ động ấy, thì chúng ta sẽ để cho cuộc đời nó trôi qua một cách rất nhanh chóng.
Người ta nói rằng nếu mà bạn không làm chủ số phận của mình thì sẽ bị số phận của mình kéo đi. Không làm chủ được công việc của mình thì cũng sẽ bị công việc kiểm soát mình. Sống chủ động với cuộc sống của mình là sống một cuộc sống có ý nghĩa. Mọi người nói rằng là sống chủ động chỉ đơn thuần là chúng ta sẽ phải luôn luôn tạo cho bản thân mình một sự bận rộn, hay là chúng ta lại phải chủ động ở cả trong suy nghĩ nữa? Người sống chủ động, thứ nhất là họ có được cái sự hoạch định ở trong tương lai, và cái điều rất quan trọng là họ đưa ra cái sự lựa chọn, cái sự quyết định những thứ họ làm và những thứ họ không làm. Thành ra những người sống chủ động không phải là những người quá bận rộn, là những người chọn những công việc mà nó có giá trị. Quá bận rộn chứng tỏ là anh không đã không kiểm soát được cuộc sống của mình. Các bạn sinh viên ngày hôm nay đang chờ đợi rất là nhiều những điều mà anh chia sẻ để làm thế nào các bạn ấy cũng sẽ sống chủ động và sẽ có được những kinh nghiệm mà anh có. Và xin mời anh sẽ bắt đầu phần trình bày của mình. Mô thức này là mô thức quyết định thành công cao nhất. Đó là tư duy chiến lược. Tư duy chiến lược là tư duy của những người ưa hành động, có mục tiêu cuộc đời, có một lộ trình để đạt điều đó và biết cách phối hợp người khác. Những người chủ động giải quyết các vấn đề, có một lối tư duy tích cực chuyển hóa dần từ tư duy phê phán sang hệ thống, sang sáng tạo và chiến lược lại vòng lại. Sẽ dần dần chúng ta sẽ có một xã hội biết hợp tác với nhau và hành động. Thì em muốn đặt câu hỏi với anh, đó là làm thế nào để biết được cái khả năng của mình đến đâu và phát huy được tất cả cái khả năng đó? Chính anh ấy cũng không thể trả lời được hết cho chính mình rằng mình liệu có khả năng gì khác ngoài những khả năng mình biết hay không. Anh chỉ có một cái niềm tin với mình rằng ấy, là tất cả những nguồn lực mà phi con người, ví dụ như là của cải vật chất hay là máy móc ấy, thì nó đều có bị giới hạn và nó bị khấu hao. Anh tin rằng ấy, cái khả năng của con người là có thể khai thác đến vô hạn. Thì với cái niềm tin đó, có thể ngày hôm nay mình phát hiện được điều này, ngày mai mình phát hiện ra điều khác. Thì như vậy mình càng ngày càng phát hiện ra được cái khả năng của mình tốt hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trở lại với vòng 1 của cuộc thi sáng tạo tương lai ngày hôm nay thì anh Duy đã có kết quả từ phía ban giám khảo về 3 đội xuất sắc nhất tại khu vực miền Bắc. Và trước khi biết được đó là 3 đội nào thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét tổng kết từ phía ban giám khảo. Phải nói rằng là qua phần thi của 6 đội thì tôi cảm nhận được rằng là các bạn rất yêu thủ đô Hà Nội. Các ý tưởng kinh doanh mà các bạn đề xuất đều là cái kết quả của một quá trình nghiên cứu thị trường cụ thể và có khoa học. Các ý tưởng cho dù khác nhau, tuy nhiên cũng đã đặt một vấn đề rất là quan trọng, đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Và tôi nghĩ đó là một cái xu hướng đúng và cần cổ vũ. Tôi xin phép được mời 2 đội cùng bước lên một lúc. Trước tiên, xin mời đội Đại học Ngoại thương. Thứ hai, tôi xin được mời Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng bước lên. Đội có số điểm thấp hơn trong 2 đội này là 185 điểm. Và đội còn lại có số điểm là 241 điểm. Và bây giờ tôi xin phép được công bố đội có số điểm thấp hơn và phải dừng cuộc chơi tại vòng 1. Đó chính là đội Đại học Ngoại thương. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chúc mừng cho Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục đến với vòng 2. Tiếp theo, tôi xin được mời Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội bước lên phía trước. Và đội sẽ cùng bước lên phía trước với Khoa Quốc tế sẽ là Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đội có số điểm thấp hơn là 231 điểm và đội có số điểm cao hơn là 243 điểm. Đội phải dừng lại cuộc chơi của chúng ta tại vòng 1 của cuộc thi sáng tạo tương lai, đó là Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chúc mừng cho Đại học Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đến với vòng 2. Tôi xin được mời 2 đội cuối cùng sẽ cùng bước lên phía trước, đó là Đại học Thương mại và Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Đội có số điểm thấp hơn là 235 điểm và đội có số điểm cao hơn là 258 điểm. Tấm vé cuối cùng để đến với vòng 2 đó chính là đội có số điểm 258. Tôi xin được chúc mừng Đại học Thương mại. Và rất là tiếc phải chia tay với Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay sau đây xin được mời 3 đội sẽ phải dừng lại tại vòng 1 của cuộc thi sáng tạo tương lai sẽ cùng bước lên phía trước để nhận những phần quà từ phía ban tổ chức.
Ở vòng 1, tiêu chí quan trọng để các đội ghi điểm là xác định thế mạnh địa phương, đưa ra ý tưởng làm giàu bền vững. Thang điểm tối đa của mỗi giám khảo là 100 điểm và tổng điểm tối đa dành cho mỗi đội là 300 điểm. Chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm 6 đội đã đạt được ở vòng 1. Đại học Thương mại, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ba đội xuất sắc đã vượt qua vòng 1 sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng 2 của cuộc thi sáng tạo tương lai khu vực miền Bắc. Nhưng thử thách của vòng 2 đang chờ đợi các bạn ở phía trước, nên hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ và chúc cho cả ba đội sẽ thật thành công trong vòng thi thứ 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hơn như người con của dòng tiên đã đến lúc chúng ta xiết tay kề vai. Người trời đã bất vượt chung khơi, nghe tiếng trong đông sơn như còn đây. Để tương lai rạng rỡ trên khuôn mặt em thơ, để non sông gắm vóc sang tươi và hùng cường, hãy tiến lên.